Chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một buổi chiều ha. Chiều hôm nay thì nhà mình lại tiếp tục tưới phân cho mai tàn này, sẵn làm video quay cho mọi người xem ha. Về cái loại phân thì cũng tưới như cái cự trước thôi, nhưng mà lượng phân thì mình sẽ tăng lên để cho nó phù hợp hơn với cái cây của mình ha. Đây quay cho mọi người xem này, mai tàn của mình này. Sau một thời gian nó phục hồi thì bây giờ cây nó đã ra rễ mạnh rồi, đơm đọt lên rất là mạnh mẽ luôn. Đấy. Không biết chỗ mọi người thì như thế nào chứ ở chỗ mình năm nay á, nhiều người làm mai tàn cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì là gần như là nguồn nước thì cũng không được ngon thì mình không bàn tới ha. Nhưng mà thời tiết nắng á nên làm cho cái đọt mai á làm cho nó bị chậm lên đó mọi người. Không phải chỉ riêng gia đình mình đâu, mà mình đi xung quanh đây thì mình thấy cây mai của mọi người nó kém sắc hơn so với những cái năm trước. Đọt nó cứ lên cây một rồi làm như nó đứng lại vậy. Nhưng mà mấy nay thì mình thấy nó đã bắt đầu rồi. Búng cây hai đây. Búng cây hai là thấy nó khác liền đó mọi người. Đấy, như cây này chẳng hạn này. Đấy. Bây giờ này, cây này lá rất là đỏ luôn, rất là đẹp luôn ha. Đó. Cỏ lên cũng khá nhiều này. Bây giờ thời gian của nhà mình là cứ mỗi sáng thức dậy là đi tỉa bấm đọt tỉa mai đó. Chiều thì tưới phân xịt thuốc ha, cứ đều đặn thì 7 ngày mình tưới cho cây một cự phân. Cự này thì mình dày hơn này, hôm bữa là mình tưới vào thứ tư mà hôm nay thứ ba mình tưới lại là 6 ngày đó mọi người đó. Hôm trước cự trước mình có dặm vào một ít phân thì cây nó đã búng đọt lên mạnh rồi. Hôm nay cái lượng phân của mình phải tăng lên một chút ha. Nói chung thì mình tưới đều đặn rồi là một chuyện, còn một chuyện cái lượng phân nó cũng phải phù hợp với cái cây thì đọt nó lên mới ngon được. Đấy, mọi người thấy không, lên rất là nhiều. Họ có thời gian rảnh là cứ phải đi bấm rồi. Đó, bấm. Đây là mai vàng Bình Lợi nha mọi người, nhà mình lên trên vườn ha. Đó, lựa từng gốc, mua từng gốc và đưa về làm để cuối năm này cây xuất vườn. Hiện tại thì vườn mình có 170 cây ha. Chính xác là 175 nhưng mình trừ hao đi mấy cây xấu xấu. À, mọi người thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. À. Nói chung thì lên đọt thì cũng đều hết ha. Những cây này thì hơi nín một chút này. À, nhưng mà cũng có cái đầu như thế này là cũng bắt đầu búng ra hết rồi. Còn đa phần thì nó cũng búng một lượt hết. Mai mà một khi mà nó lên đọt rồi là lên chuyền đó mọi người. Đó, chẳng mấy chốc mà lớn. Đấy, mọi người thấy không? Cái này á. Đó, như những cây này là mới cây một này. Cây hai cái này vẫn còn hơi yếu yếu. Đó. Tầm một tháng nữa mà mình quay lại cho mọi người xem mà lúc đó là cây nó sum suê hết rồi ha. Như cây này này. Đã lụa lên này. Tuyệt vời luôn ha. Đây. Đọt lên nhiều lắm. Chiều nay thì mình tưới phân xong rồi cũng sẽ xịt thuốc liền cho cây ha. Cứ chia như vậy làm thì rất sẽ đều đặn và sẽ đẹp hơn. Cố gắng cái giai đoạn đầu mình chăm sóc cho kỹ thì cây nó đẹp, nó mạnh. Sau này mình làm bông làm hoa thì nó cũng dễ hơn. Đây là anh chồng mình anh đang tưới này. Đó, một cây hộp kia là nửa lít ha. Cây như vậy tưới lít rưỡi à anh Hiệp? Ba ca, cái đó nửa lít đúng không? 500. Ờ, hũ 500 gram thì nửa lít chứ nữa. Còn chậu 6 thì tưới 4 2 lít ha. Ủa sao cái đó tưới còn ca vậy? Tưới rồi. Tưới rồi hả? Cái này là gồm có cái gì đây? Nửa ký 30 10 với một hũ. À, nửa ký 30 10 10 với một cái hũ rừng rễ đó mọi người. Đây là quay cái hũ ấy coi nào. Cho quay anh chị coi. 19. À, một hũ này luôn ha, tưới cho 175 cây ha. Tưới hết phân luôn không? Không hết mà. Chứ. Nay canh rồi. À, nhà mình mỗi lần mà tưới phân thì mình sẽ đếm xem từ bao nhiêu xô như vậy đó và chia ra cho hết lượng phân. Cách đây 6 ngày thì mình tưới có 200 gram mà cho cộng với một cái hũ đó cho 175 cây, nhưng mà bây giờ thì mình tăng lên rồi, mình tưới 500 gram rồi ha. Tăng lên, tại sao lại tăng lên hơi nhiều vậy? Được không? À, nay cây nó lên đọt rồi, có rễ rồi. Và cây nó cũng bắt đầu bự lên mọi người. Mình phải tăng cái lượng phân lên thì đọt nó búng lên nó mới mạnh. Để moi một cái cây xem thử
Cái rễ nó lên tới đâu này? Cái này đi. Ra tới đây này, ra trắng tới đây này. Ừ, nãy rễ cũng ra mạnh rồi này mọi người. Mọi xung quanh đây là mình thấy là rễ nó đã bắt đầu ra mạnh rồi này. Đó. Thì cái lượng phân này mình cứ tưới và mọi người cùng nhớ tưới đều đặn cho cây thì sẽ được thôi. Đó. 30, 10, 10, 5 lạng cộng với một hũ rừng rễ. Rồi, đó là cái loại phân. Còn chiều nay xịt thuốc cho cây thì xịt thuốc gì? Đâu lại coi coi cho nó. Xịt hết luôn hả? Cái thuốc này là thuốc gì đó? À, nở lá ha, nấm với nở lá đúng không? Dưỡng lá ha. Đâu để mình quay cho mọi người xem thuốc này đưa ra đây để chiều về xịt. À, nhà mình thì nay nó lên đọt non rồi, cho nên là thuốc cũng có thể thay đổi chất ha. Nhà mình xịt bằng súng máy mọi người, và mỗi lần xịt như vậy thì xịt cho toàn vườn đây này. Cái này tí nữa là pha vào trong này và xịt lên cho cây. Ở đây thì gồm có là Atacol. Atacol thì quen thuộc rồi mà ha, rất chi là nhiều người sử dụng. Đó, một bịch Atacol này. Ở đây thì người ta có công dụng này, hướng dẫn sử dụng hết trơn này. Mọi người đọc thì có thể tham khảo ở đây ha. Đó, một bịch Atacol này cộng với cái gì đây? Bên này là nấm bệnh. Đúng rồi, ở chỗ mình á có vẻ như là năm nói chung là xịt cây ấy, thì khi nào lâu lâu á một cửa phân cửa thuốc như vậy thì mình phải có nấm. Tại vì nấm thì từ cái môi trường tự nhiên á, nó sẽ sản sinh ra. Hôm bữa mai của mình có một hai nhánh nó cũng bị nấm ấy, cho nên nay là tăng cường nấm vô này. Với lại do cái nguồn nước cũng không được ngon cho nên nó cũng hay có nấm nữa. Đó, cái này là nấm hết. Tất cả những cái này thì đều là nấm, nấm hết. À, cộng với thuốc sâu. Đây là thuốc sâu này, ông có thuốc sâu này. Đây. Thuốc sâu mình cũng thay đổi nha, lúc thì dùng loại này và lúc thì dùng loại kia. Nói chung là thay đổi để cho cái cây nó được tốt hơn, trị sâu bệnh cũng được. Trên này thì đều có công dụng này, có hướng dẫn sử dụng, có liều lượng, có cách pha. Ngoài cái cách pha nó cũng quan trọng lắm đó mọi người. Và ở đây thì nó cũng có hết. Mọi người đọc thì hướng dẫn, mọi người sử dụng thì đọc cái hướng dẫn sử dụng ở đây. Và mình á, tốt nhất là cứ pha theo hướng dẫn sử dụng ha. Nhà mình thì pha trong cái bình này nhiều. Ngoài là xịt mai tàn thì xịt luôn cả mai ghép này. Bên này là mai ghép này. Đấy, nguyên một vườn luôn. Đang thay chậu để chuẩn bị tản ra. Ở kia là táo, và bên kia là sống đời. Nói chung là xịt một lần như vậy là xịt toàn vườn luôn. Mai thì mình xịt rất là kỹ, táo cũng xịt kỹ, còn riêng với sống đời thì mình phun sương ở trên. Tại vì sống đời thì nó khác ha. Đây là một số cây mai mà hôm bữa mà nó bị yếu rễ này, nắng lên là nó cứ sủ lá. Để ở ngoài nắng nó sủ lá thì mình đưa trong trại thì bây giờ nó cũng đã có thời gian phục hồi đây nè. Mọi người thấy không? Đọt nó lên được chứng tỏ là rễ nó ra rồi. Cái lá ở trong thì cũng đỡ rồi ha. Đặc biệt có cây này là lúc trước nó tưởng chừng như nó chết luôn mọi người, tại vì lá nó sụ xuống nó cực kỳ yếu luôn. Đó, giờ thì nó lên ngon ha, nhìn thấy như thế này là cũng đỡ rồi ha. Tầm chờ mưa xuống thì mình sẽ đưa ra khỏi trại. Còn đây cây này thì quá là ok luôn, rất là tuyệt vời luôn ha. Đây thời gian này mai của mình nó lên đọt nhiều rồi, mình dùng Atacol mình xịt vô ha, lá nó nở ra, cây nó phát triển cho mạnh. Đó. Nói chung thì mai tàn mà mọi người chăm sóc đúng cách, đúng kiểu, đúng cái quy trình thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt và mình cũng đỡ tốn kém. Còn nếu như mà mình mà chăm sóc mà nó hơi sai một chút, giống như nhà mình chẳng hạn này, đó, lúc trước mình có đi một cái cử phân nó hơi mạnh á, thì mình phải dưỡng lấy cây thì nó mất thời gian. Nhưng mà cái gì cũng vậy ha, phải làm mới có kinh nghiệm. Mọi người thấy không, cái đọt nó lên này. Đây, một cái nách lá là nó lên một đọt luôn. Thật là tuyệt vời luôn ha. Chỉ cần hai cây đọt mà lên như vậy là ok luôn mọi người ha. Ừ. Này có thời gian là bắt đầu kêu đi bấm này. Đó, bấm nó lên thấy khiếp không? Quá trời là đẹp luôn mọi người.
Cây này hôm bữa nó cũng sủ lá mà nay nó mạnh lại, bọ vào trong mát trong cái trại lưới á. Thời tiết ở chỗ mình thì giờ này cũng dịu nhẹ hơn rồi, cho nên là cây nó cũng bắt đầu đâm chồi phát triển được mạnh hơn. Có cây này thì còn vẫn còn rất yếu này, nhưng mà nó cũng lên đọt được rồi, đó là cũng cây dấu hiệu mừng rồi. Rồi video của mình thì tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.